Cách kho cá ngon không tanh mà đơn giản dễ làm nhất. Cá kho là loại thức ăn rất nhiều chất dinh dưỡng, món cá kho cũng rất đưa cơm. Tuy nhiên, nhiều người vẫn chưa biết cách kho cá ngon không tanh. Với hướng dẫn cách kho cá dưới đây, bạn hoàn toàn có thể làm món cá kho đơn giản theo từng bước. Bước 1: chế biến cho cá không tanh. Khâu chế biến khá quan trọng, góp phần làm cho món cá của bạn đậm mùi thơm và đưa cơm. Đối với các chị em khi quyết định sẽ thực hiện món cá kho cho bữa cơm gia đình Dù là cá sông, cá biển hay cá đồng Thì khâu sơ chế và rửa cá để làm biến mất mùi tanh và chất nhớt là vô cùng quan trọng Có rất nhiều bí quyết để làm mất đi mùi tanh của cá sau khi đã rửa sạch Nếu trong bếp của bạn có những món này đừng ngại lấy ra và sử dụng nó nhé Rượu gừng, giấm gạo, muối hạt, chanh, bạn có thể sử dụng rượu gừng hoặc giấm gạo hay muối hạt, chanh tươi để giả sát bề mặt ngoài và bề mặt trong con cá. Mùi thơm của rượu, giấm hoặc chanh và tính khử trùng của muối hạt sẽ nhanh chóng làm mùi tanh biến mất cũng như cá không còn bị nhớt. Một vấn đề tiếp theo của các chị em khi kho cá là việc cá sau khi kho hay bị vỡ, không lành lặn nguyên khúc và nguyên con. Đây không chỉ là vấn đề ảnh hưởng đến vị giác mà còn ảnh hưởng đến thị giác bởi tính thẩm mỹ của món ăn rất quan trọng đối với vấn đề này có thể làm một trong hai cách sau. Cách thứ nhất, chiên rán sơ qua, cá sẽ thơm ngon, ngậy mà không bị vỡ, sau khi hoàn thành vẫn nguyên con, trông rất đẹp mắt và có độ dai, đặc biệt với những loại cá như cá bống, cá kèo, cá cơm, cá chích, cá trứng nên làm theo cách này. Cách thứ hai, nếu không có thời gian chiên rán, chị em có thể làm theo cách này, để con cá hoặc khúc cá đã rửa sạch vào một chiếc rổ thưa, sau đó dội nước nóng ở tầm 70 đến 80 độ lên con cá, nhớ đảo đều tay và nước không quá nóng sẽ làm chóc da cá, rồi để ráo nước. Việc này giúp cho cá chẳng những không còn mùi tanh mà còn giúp cá săn chắc để lúc nấu vô cùng thơm ngon. Bước 2, ướp cá, tiếp đến là khâu ướp cá. Mỗi một người, mỗi một vùng miền có cách kho cá và nêm nếm gia vị khác nhau, tạo nên những hương vị đặc trưng của món ăn. Tuy nhiên chung quy lại, khi ướp cá, những nguyên vật liệu này lúc nào cũng cần phải có. Giềng, xả, nghệ rửa sạch, đập dập, lót vào dưới cùng nồi rồi mới xếp cá lên. Gừng thái lát sợi, tỏi đập dập, ướp vào cá. Nước mắm, đường, mì chính, hạt tiêu hoặc ớt tươi. Ngoài những nguyên liệu trên, chị em có thể sử dụng lá chè tươi hoặc một ít trà khô, trà mạn. Phải công nhận mà nói, có lá chè hoặc trà, món cá đậm thơm vô cùng. Hoặc chị em cũng có thể cho thêm mấy lát khế chua, một ít thịt ba chỉ hoặc nước cốt dừa, món cá sẽ không bị khô. Vị ăn cũng rất béo, ngậy. Bước 3. Kho cá Thời gian ướp cá nên ít nhất phải được 20 phút, gia vị ngấm đều vào cá thì ăn mới đậm đà. Nhiều chị em cho luôn nước hàng, nước thắng đường và luôn công đoạn này. Cũng được nhưng chỉ nên cho một ít trước đã. Đợi khi cá nấu sôi lên, Đến công đoạn bật bếp riu riu thì cho thêm một ít vào, màu sẽ đậm màu, tránh món cá kho bị đắng. Lưu ý, khi các chị em đun cá sôi khoảng 5 phút thì hãy tắt bếp và bật lửa nhỏ đun lại sau ít nhất 20 phút. Đây là một bí quyết đơn giản nhưng lại là cách kho cá ngon tuyệt vời. Nếu muốn chế thêm nước vào nồi để lấy nước dùng ăn kèm bún hay cơm thì nước cho thêm vào phải là nước đun sôi, tránh dùng nước lạnh nếu không muốn món cá kho bị tanh. Giờ công đoạn cuối cùng của các chị em chỉ là nêm nếm gia vị sao cho phù hợp với khẩu vị của gia đình, tiếp tục đun nhỏ lửa đến khi cá chín như và chuyển sang màu nâu bóng cánh gián đẹp mắt là món cá kho đã hoàn thành rồi.